cái đoạn mà hát hay nhất, cái đoạn mà Hà thích nhất. Cho em lại cái đoạn giang tấu của Càng Trưởng Thành Càng Cô Đơn được không ạ? Ở trong không gian này, Hà muốn nghe một đoạn opera. Bởi vì hôm qua khi tập cái đoạn Càng Trưởng Thành Càng Cô Đơn, mà lúc đó mai hát cái đoạn đấy, thực sự Hà da gà nổi hết lên. Và mình chỉ cần một đoạn đấy thôi, bắt mai phải làm lại. Mỗi
người ca sĩ đều có một cái giọng rất là riêng, giống như là em chỉ giống như mọi người đi lên Đà Lạt á, mỗi hoa, mỗi loài hoa thì có một cái hương sắc nó rất là đẹp và rất là riêng. Nếu như mà chỉ một loài mà nở hết cái Đà Lạt này thì chưa chắc nó đã đẹp, thì nó phải là đều, nó phải rất là nhiều cái hương sắc để cùng khoe thì nó mới tạo thành một cái Đà Lạt nên thơ nhiều hoa như vậy. Thì đối với nghệ sĩ cũng vậy, mỗi người giống như một cái loài hoa vậy, thì giọng hát cũng vậy. Cho nên Mai mới nói rằng là Mai rất là trân trọng những người mà từ cái vốn có của mình mà làm đẹp lên cái vốn có của mình á. Thì chị Hà là một trong những nghệ sĩ mà đã gắn với cái gọi là một cái phần tuổi thơ của em ấy. Em mới thấy được là cái hành trình của chị thì chị kiên quyết với cái con đường của chị đi, mặc dù là đối với trong nghề thì em biết nó rất là khó, thực sự rất là khó, nhưng mà khi mà em đã làm công tác giảng dạy thì em biết không có gì ngoài cái sự đam mê mà chúng ta có thể chinh phục được những cái điều mà chúng ta tưởng chừng vô cùng khó. Thì chị Hà là một cái phiên bản tốt hơn so với chính mình mỗi ngày mỗi ngày. Mọi người có thấy điều đó không ạ? Đó mới là cái điều đáng quý. Thì em 28 rằng là một viên đá nhưng có tạo tác thì nó trở thành giá trị hơn là một viên kim cương mà cứ để cho đất đá nó bao phủ. Lõi là một viên kim cương nhưng không có tạo tác gì cả, cứ để vậy rồi chùi chùi rửa rửa xong chỉ ngắm thôi, thì nó không có cái sự tạo tác nha. Thì em rất là cảm phục những tất cả những người làm nghệ thuật, không phải chỉ là ca sĩ mà tất cả các ngành nghề nghệ thuật cũng như vậy ạ. Thì em chia sẻ thì em có nói như thế với cái chị bạn đó, chị mắc lại thì tự nhiên cái nó tại sao mà không kết hợp hai giọng này. Cái em mới nói lúc đầu em không có biết cái chuyện sau đâu. Em khi nhận lời mời thì em nói là đôi khi là một cái giọng trầm kết hợp với một cái giọng cao mà léo nhéo như của mình, đôi khi nó ra một cái phiên bản nó lạ tai, chứ em cũng không dám nói là có hay hơn hay không hay, mà mọi người có nghe lạ tai không ạ? Một người rất nhẹ nhàng đồng ớn, còn một người là cứ gieo leo chót lót ở trên, có ổn không ạ? Nếu như nó ổn thì tụi em có cái cơ hội để mà có thể ngồi hát cho nhau nghe trong cánh gà hơn nha. Mà chị Hà ở dịp ủ miền nạp sống chưa? Chị chưa ủ miền nạp sống rồi, chị sống rồi. Chị sống rồi rồi thì em đứng dậy. Vậy thì cho phép em được đứng dậy và mời cô nương xinh đẹp của chúng ta lại trở ra sân khấu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.